4 điều làm nên sức hấp dẫn của hệ thống giáo dục Bồ Đào Nha, đặc biệt là điều thứ 4. 1. Hệ thống giáo dục gồm nhiều trường đại học và học viện nổi tiếng. Trong đó, có những ngôi trường đã được xây dựng từ những năm 1290, tức là có lịch sử lên đến hơn 700 năm. Dù có lịch sử lâu đời, nhưng cơ sở giáo dục tại các trường học Bồ Đào Nha luôn không ngừng cải tiến và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 2. Ngôn ngữ giao tiếp tại Bồ Đào Nha được sử dụng linh hoạt. Không chỉ là ngôn ngữ bản xứ, hiện nay tiếng Bồ Đào Nha còn được sử dụng tại 9 quốc gia khác. Tuy vậy, sinh viên ngoại quốc khi theo học ở đây có thể hoàn toàn yên tâm, bởi có hơn 80% dân số Bồ Đào Nha giao tiếp linh hoạt bằng nhiều thứ tiếng thông dụng khác, có thể kể đến như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh. 3. Học phí hấp dẫn xuyên suốt các cấp bậc đào tạo. Tất cả trường công tại Bồ Đào Nha này đều được nhà nước tài trợ. Không chỉ áp dụng với công dân bản địa mà công dân cư trú cũng được hưởng chính sách này. Bạn hay con em bạn sẽ được học tập hoàn toàn miễn phí, từ cấp tiểu học cho đến trung học phổ thông. Ngoài ra, giáo dục đại học ở Bồ Đào Nha cũng do nhà nước điều hành. Sinh viên sẽ chỉ phải chi trả học phí khoảng 900 euro, tương đương 990 đô la mỗi năm. 4. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở sau khi tốt nghiệp. Bằng cấp tại Bồ Đào Nha luôn được đánh giá cao, đồng thời được công nhận trên toàn châu Âu cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Do đó, hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo tại Bồ Đào Nha đều không phải chịu nhiều áp lực tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp.